thì Laravel để làm phân quyền đấy. Sau này nếu mà các bạn muốn làm nhanh ấy, thì các bạn sử dụng cái thằng này, Disa Coen Tools. Thì cái thằng này nó đã được tích hợp sẵn vào trong cái Laravel 5.5 rồi, để tôi ngó qua cái tài liệu Laravel này. Laravel Doc 5.4 này, để xem nó ra 5.5 chưa. Đây này, chính thức ra 5.5 rồi. Đó, để chúng ta xem, tôi xem cái phần security này có gì không, hashing này, authent này, local testing, prolog, cái này mới, release note, để coi nào. Route view, thêm hai cái route view và route redirect. Laravel Horizon. À đủ, cung cấp sẵn luôn một cái dashboard và có luôn cả Laravel Redis Queue. Có luôn thêm cái Laravel Horizon Packet. Cái này của Tinker. Console command auto registration. Front-end preset, cái này là cái gì? Để xem nào. Để tôi xem cái front-end preset này là cái gì nhá. Bật loa. Script and CSS compilation in order. So we can see here that Laravel ships with an app.js file. It gives the suggestion of view. It doesn't require it. It doesn't even install it for you. It just gives you the suggestion, which you're free to delete. However, it does include like a components directory, a bootstrap file that will pull in Lodash, and then further in your SAS, it gives the suggestion of using bootstrap SAS. So, again, these are all just simple suggestions to get you going really quickly. However, you might want to do something else. Like you may want no scaffolding at all, or you may prefer to use React instead of Vue. So with that in mind, Laravel has a new artisan command. We're going to look for preset here. Yeah. Chúng ta có thêm một thằng PHP artisan preset will swap the front end scaffolding for the application. Let's see what that means. Let's do a help. All right, so we give it the type of preset we want, and these are the ones that are supported. À. So none means strip everything. Với so preset thì Laravel sau này nó sẽ xây dựng sẵn cái bộ code cho initial commit so that you can see the giao diện dùng Laravel phù hợp PHP artisan tức là code Blade preset. View này. Code so với HTML lớn chat, code với Vue.js và code với React.js xây dựng sẵn một bộ thư viện, chúng ta chuyển sang chuyển đổi từ cái Vue.js nào cũng được. Đấy là cái hay ở trong cái Laravel 5.5 preset. And it just has a bootstrap file, and it's possible tải sẵn luôn cả jQuery Laravel 5.5 is officially out. Logos này. This file may be strict as well. Hay quá. But anyways, if I do a git status, you can see it deletes all of these various files for you. Học lại từ okay, đầu I'm going to reset everything. Tôi chưa học. Using the alias I have, and we're back to where we were before. Now let's bring back the help. Để we can see there's also cái... a toggle này. For bootstrap, Vue, and React. So let's give this a shot. Let's say PHP artisan preset. But now React. I'm using React instead of Vue. Okay, so it has added our scaffolding, and it's just letting you know, of course, before running được, the browser, nhanh. Recompile your assets using Webpack and Mix. Trước từ code Laravel but anyways, với, if we go back to Sublime, now we can see in app.js trước từ code Laravel that we với are React assuming thì using nó React khổ lắm. Components. So if we take a look at this, this is what React looks like. And then further, app.scss is nhỉ? Still going to do the exact same thing. Now, once again, if I were to switch back to Vue, không thấy báo you'll see that it does that. Nhầm đâu ấy. Really useful. And then lớp finally, này if you buổi to strip everything, you're starting from scratch, but maybe you do không want phải. Bootstrap a mà little, nào môn gì well, then you could say PHP Artisan Preset Bootstrap. ASP.NET what that's going to do gì? Is update phải, your package.json file, and then if we switch back here, you can see that it has brought back that boilerplate. And if you ever want to see what everything's doing here, you can always go to the preset command. Đấy, đây là cái preset. And if we scroll down, we can see. All right, it calls the art. Phần này rất là mới để tôi cũng sẽ phải học. Phần này tôi cũng sẽ phải học. Qzop này. Đúng rồi. Sử dụng luôn được cả Nginx và PHP thuần. Validation rule. Validation rule mới có thể tự tạo ra cái rule. Tự mình tạo ra cái rule mới. Hay quá. Đây string length này. Pass thì string length của cái thuộc tính đấy nó phải lớn hơn 6, tức là phải dài hơn 6 chẳng hạn. Đó. Và phải bằng 6.
Được không? Cái này mới này của Laravel 5.4 chúng ta không có. Trusted policy, cái này chúng ta không cần động đến. Round mail, small, rendable mail, cái này chúng ta đã làm rồi. Exception, request validation, round get, cũng hai cái này có sẵn rồi. Xem còn gì mới. Cage lock. Blade. Blade view cũng được update. Với NV local thì hiển thị cái gì? Với NV khác, tức là cái môi trường phát triển local thì chạy bằng cái gì, mà môi trường khác thì chạy bằng cái gì? Auth and auth, get and get, new round method. Có round redirect này. Thấy không? Khi mà cái này cũng hay này. Redirect thì chúng ta có sược here thì nó sẽ tự động redirect sang là sược there luôn. Đó. Welcome đẩy view, round view vào cứ vào welcome thì đẩy sang welcome blade thì nó ngắn hơn với cái tham số là name bằng Taylor. Đấy, đấy là toàn bộ cái chain log của cái Laravel 5.5. Toàn cái mới đấy. Cái này của bản 5.5 mới có. Còn bản 5.4 chúng ta đang học không có. Không có đâu. Thường thường là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm nó sẽ ra một bản mới. Nhưng mà thường thường là bản mà bản ra tầm giữa năm như này, này thì là bản đấy là bản thay đổi nhiều. Đó. Nếu mà có bản này ra chính thức ấy, dùng thử cái gì nữa? Chúng ta cần phải nắm được những thứ là chính thức sau này. Thứ nhất là Laravel 5.5 này, đằng nào cũng phải học. Đây là một cái này. Cái thứ hai là cái Bootstrap 4. Bootstrap 4 cũng đã ra rồi. Thì tôi chưa có thời gian để học Bootstrap 4 đâu. Đây là ra bản chính thức rồi đấy. Cái này nó thay đổi cấu trúc mà. Nên là nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Ví dụ example này, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mới. Grid này, started này, Jumbotron này. Cái này, thứ nhất là cái giao diện nó mới mà nó có cả phần dashboard này. Đó. Label lấy viết. Bảng này. Đây là những cái item cho phần dashboard. Nó chưa xây xong đó. Phần này chưa xây xong. Đây vẫn còn link chết đầy này. Chết đầy, chưa ăn thua. Nói chung là Laravel, cái Bootstrap này bao giờ nó lên đến bản 4.1 thì bắt đầu hãy dùng. Chứ còn nếu mà vẫn còn để 4.0 thì tốt nhất là kệ nó. Cứ dùng bản cũ đã, bao giờ lên 4.1 thì hãy dùng. Cái này là cái thứ nhất. Còn các bạn cố gắng thử học cho mình thêm một cái framework về Vue nữa nhá. Thì chúng ta có 3 thằng lớn hiện tại. Ví dụ như kiểu là Vue.js. Một thằng. Vue.js. Cái thằng này là Laravel mua về. Bây giờ Vue.js công nghệ này là của Laravel. Nó mua về nó tích hợp vào trong cái project Laravel luôn rồi. Chúng ta chỉ bê ra dùng thôi, học và đem dùng luôn. Bây giờ cái này là cái thứ nhất, người ta tuyển rất là nhiều. Cái này cái thứ nhất này. Cái thứ hai là React.js. Cái này nghe nhiều rồi đúng không? React.js, cái này của thằng Facebook. Được chưa? Thì cái thằng React.js này thì các bạn phải đi học, đi kèm với thêm những cái thằng như kiểu là Flask hoặc là Redux. Đó. Một trong hai React thì xem cái Flask hoặc là Redux này nó giống như kiểu là cái MVC của code backend ấy. Nhớ không? Nó là cái cấu trúc và nó là cái nó tạo ra một cái life cycle cho cái project ở Vue.js của cái tầng view của mình. Được chưa? Thì cái thằng React này nó mới ra là React Fiber. React Fiber. Đâu nhỉ? Đây. Chưa ra chính thức nhưng mà sắp tới nó sẽ ra. React Fiber đã có ra bản beta rồi. Sắp tới là sẽ là đây, unit test là 2161 cái unit test này. Sắp tới là sẽ ra thêm React Fiber này nữa. Đó, React Fiber ở đây.
Đây là cái chuẩn bị tiếp theo. Nếu các bạn muốn theo React, React này được cái là ít người dùng và lương sẽ cao hơn so với thằng Angular, bởi vì nó khó hơn mà. Tiếp theo nữa là chúng ta có thêm một thằng nữa là AngularJS. AngularJS thì nó đã ra, nó có sẵn thằng Angular.io. Angular.io. Cái thằng Angular này nó dùng tương đối dễ, dễ học và dễ bắt đầu. Nhưng mà chúng ta nên học ở version 2.0 luôn, chứ không cần phải học Angular 1.0 làm gì cả. Với Angular để bắt đầu, chúng ta phải bắt đầu với TypeScript. TypeScript này. TypeScript. Đó, chúng ta học cái này trước, sau đó mới chuyển sang học Angular thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. TypeScript là một cái ngôn ngữ JavaScript, nó bao gồm cả JavaScript 5, tức là cái JavaScript mà chúng ta vẫn đang code bây giờ. Bên cạnh đấy nó bao gồm luôn cả JavaScript ES6, tức là chuẩn 2015, và ES 2016 cũng đã ra thằng TypeScript, nó bao gồm cả luôn. Thì chúng ta nên học thêm TypeScript này cộng thêm Angular nữa, thì chúng ta mới chắc chắn là nếu mà chúng ta làm ổn nó rồi, hoặc là chúng ta làm việc với nó được khoảng vài tháng, nắm được cái structure của nó, thì chúng ta mới chắc chân là xin chỗ nào người ta cũng nhận. Thật luôn, xin chỗ nào người ta cũng nhận luôn. Đó, đây là ba thằng nổi đình nổi đám bây giờ ở phía Vue. Được chưa? Cộng với thêm mấy thằng Angular, thằng Laravel nữa, thì chúng ta nắm được bằng này thằng này chúng ta sẽ ổn với việc làm. Khoảng chục triệu một tháng, sau khoảng một năm là cũng không có gì quá khó để đạt được. Tất nhiên các bạn phải học. Còn gì nữa nhỉ? Còn tôi giới thiệu qua thêm các cái kênh mà chúng ta có thể kiếm được tài nguyên học mà không mất tiền nhé. Thật, có mà. Ví dụ vào Facebook này. Facebook nó sẽ có những cái group kín. Thì chúng ta cố gắng join vào, ví dụ như kiểu là cái gì nhỉ? Cái gì? Để tôi nhớ lại cho nào. Secret group. Chẳng biết tôi còn giữ không. Tôi không biết tôi còn trong cái nhóm này không. Đây, secret group. Nhóm này nhóm kín. Thì trước ngày xưa ấy, nó sẽ cực kỳ nhiều các khóa học của Udemy. Và như bây giờ thì ít rồi. Đây. Rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều. Rất là nhiều khóa học Udemy trong này. Thì tôi đi tải gì nhiều lắm. Đây các bạn. Đây. Nó cần nên nó post lên đây, xong rồi người ta sẽ tiến hành là tải về cho nó. Ở trên Google Drive tải về máy. Xem. Đây là một cái. Đây là một kênh này. Kênh thứ hai là kênh G2 Team. Cái này chắc quá nổi tiếng rồi đúng không? Ở đây như có mấy bạn vào rồi sao đúng không? Thằng Tú vào không? Có. Trong này kênh cực kỳ nhiều và chịu khó like, share các thứ các kiểu thì nhiều thì thôi rồi. Tôi kiếm được rất là nhiều trong này. Các bạn có thể join cái nhóm này. Cái kênh thứ ba là Udemy Downloader. Tìm nó sẽ có. Đây. Udemy Course Downloader. Đó, các bạn thấy không? Trong này cực kỳ nhiều, ví dụ như kiểu học về C Sharp đúng không? Chúng ta kích vào đây. Đó nhỉ, nó có, nó không phải có mọi. Đây, part 1, part 2. Trên Udemy thì hầu hết là các cái video. Chúng ta có thể học online ở trên đấy. Được chưa? Kênh thứ 3. Chúng ta search một cái là ra ngay mà. Đây. Cực kỳ nhiều luôn. Kênh thứ 3 là ở thằng Egghead. Thằng này thì không tải được ở đâu, nhưng mà nó bọn này nó được cái nó nhiều khóa học miễn phí. Nó rất là nhiều khóa học miễn phí ở trên này. Chủ yếu là JavaScript. Nếu mà học JavaScript thì học ở trên Egghead này là chuẩn nhất. Nhiều khóa hay nhất. Ví dụ các bạn có thể search thằng Angular. Nó ra vài khóa cho các bạn. Full course này. Thằng nhớ để đâu đây. Angular 2, Angular 1, JavaScript, React. Đây là những khóa số này, là những cái khóa miễn phí. Getting started with Angular.
Đấy không? Đây là các cái khóa miễn phí. Chúng ta có thể xem video. Install the Angular CLI with npm install -g for globally Angular. Cái này thì không có ấy đâu. Give that some time to install and then you'll have a command called ng where you can say ng new này thì không có... and the name of your project. I'm going to name mine Angular team fundamentals. And once that has run, là you ngắn. Can change into that directory Angular 2 yeah, đây fundamentals. Là một trong những cái khóa mà tôi đọc directory, if you type ng tiếp theo chúng ta còn kênh tiếp theo là kênh enter, that's the angularcli.com to start up a server with the project với tài khoản của tôi. Now, once this is... tôi sẽ thử xe lại cái này xem có được không. Login. Đây, my course. Để tôi thử mình accept URL xem mình được không. Khả năng là cái accept URL này hỏng mất rồi. Thì chúng ta có thể truy cập vào trong cái tài khoản này được. Nhưng mà tôi sẽ share lại. Bạn nào cần thì gửi email tôi sẽ gửi lại username và password cho ông ta. Các khóa trong này là hầu hết là các khóa tôi lượm lại. Lượm nhặt của mỗi chỗ một tí, có một hai khóa là tôi mua thôi, không nhiều. Ví dụ Angular TypeScript này, rồi thì CSS này, nhiều lắm, 63 khóa. Xin lỗi các bạn. Rồi, quay trở lại bài hôm nay nhá. Để tôi bật cái project lên đã. Blog này. Item. Rồi, bây giờ chúng ta search xong thì nó sẽ ra trang chủ đúng không? Localhost 8000. Nó ra trang chủ đúng không? Bây giờ ở ngoài trang chủ này chúng ta cần phải thứ nhất là lấy ra hết tất cả các cái danh mục. Và lấy hết tất cả, lấy ra khoảng vài bài viết của cái danh mục đấy. Đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ làm luôn. App này, HTTP này. Quên nhập route web này. Đây chúng ta có homepage này đúng không? Name là homepage này. Thì bây giờ chúng ta có thể lấy ra đẩy nó về một cái URL là client sược ở sược bên này. Sược homepage controller cổng index. Đẩy về homepage controller xem có chưa. Controller này có admin thôi, chưa có client đúng không? Bây giờ chúng ta tạo ra một cái homepage controller ở trong cái thư mục controller này để xử lý code cho phần trang chủ. Thì chúng ta php artisan make 2.controller client sược homepage controller. Xong. Rồi, có homepage controller. Chúng ta tạo ra một file là file public function
index như này, public function index. Ở trong này trước hết là chúng ta phải lấy ra các cái category mà nó sẽ được hiển thị ở ngoài trang chủ, đúng không? Thì chúng ta sẽ có ví dụ như kiểu kết bằng, chúng ta phải use cái app sược model sược category, kết nó sẽ bằng toàn bộ danh sách của các kết, đúng không? Thì sẽ bằng category hai chấm hai chấm all lấy ra ngoài. Tất nhiên là tôi sẽ xóa bớt đi chứ không để nhiều như này làm gì ạ, trông rất là kinh. Để tôi xóa bớt dữ liệu đi nhá. Ôi, không phải limit, xóa luôn đằng nào chẳng phải xóa. Thì tôi sẽ thực hiện một câu query delete from category where id lớn hơn 8. Xong rồi, hết rồi. Chúng ta có là đây là xã hội này, làm lại xã hội này, cái này là xã hội này, văn hóa này, đây là thể thao này, đây là cái gì nhỉ, đây có thể là tin thế giới, thời tiết, sức khỏe, rồi gì nữa nhỉ, đời sống, pháp luật. Parent ID để không hết nhá, tạm thời để không hết đi. Rồi, được chưa? Để tôi xem post xem có bài nào liên quan đến cái thằng kia không. Post get ID thằng này bằng 2 đi. Rồi, bây giờ lấy hết ra này, chúng ta tạm thời DD trước, ta cái biến kết kia xem là có lấy được hết không. Sau đó chúng ta ngó cái giao diện array bằng 7 cái DB đúng không. Sau đó chúng ta sẽ truyền cái mới này ra ngoài, return view. Return view là view của chúng ta là gì nhỉ, chẳng có. New folder client, tạo một file là homepage.blade.pt. cái này cái layout của chúng ta tự viết nhá, tôi chỉ viết khái phiên phiến nó đi thôi. Ở đây là trang HTML này, các cái giao diện ở phía ngoài chúng ta tự code ra được, đúng không? Thì tôi sẽ tạo ra các cái danh mục, cái danh sách của cái các cái bài, các cái danh, các cái category trước, được chưa? Thì tôi sẽ có một cái div để viết bootstrap ở đây nhá. Xem có cái bootstrap ở đâu. Public này, plugin này, bootstrap này. Rồi, chúng ta sẽ có link bằng asset. Asset này, path bằng plugin sược bootstrap sược CSS sược bootstrap.min .css này. Đây chúng ta sẽ có một cái div là class là container. Rồi, trong cái div class là container này chúng ta sẽ có những cái div có class, có class là bằng category to list. Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện là for each cái biến get add element sc đấy. C bỏ cái empty này đi. And for each, đây là for l. And for each, chúng ta bê cái thằng div này chúng ta vất lên trên. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thẻ là thẻ H2.
Thì H2 này nó sẽ là tên của kết, thì chúng ta sẽ có là cái biến, à quên nhầm, thẻ này chúng ta sẽ đẩy ra, đây là thẻ A. A. Thẻ A này. H2 bằng gì để đấy đã? H2 để H3 luôn đi. 3 cho nó vừa vừa thôi. Sẽ là C trỏ đến get name. Href này nó sẽ bằng cái C này trỏ đến cái URL của nó, được chưa? Thì chúng ta chưa có, tạm thời để lấy ra cái get name đã. Nó cái à, chúng ta chưa truyền cái biến này ra ngoài đúng không? View bằng client chấm chấm homepage, truyền cái biến cái ra. Chúng ta có biến compact, compact cái biến là kết hất ra ngoài. Bây giờ ra ngoài trang chủ, xã hội, văn hóa, thể thao, đời sống, pháp luật, đúng không? Được chưa? Bây giờ chúng ta hiển thị ra khoảng 4 cái bản ghi ở trong này nhá. Mỗi cái là 4 bản ghi thôi. Sau này chúng ta sẽ style cho nó hoặc là dùng jQuery để chuyển nó thành slide sau. Được chưa? Cứ lấy được ra đã. Thì ở trong cái kết này này, trong kết này chúng ta cần phải viết thêm một hàm nữa, ví dụ như public function là get top post, đây chuyển ra là limit, limit mấy, được chưa? Ở trong này chúng ta sẽ có cái biến là post, nó sẽ bằng bằng với cái post này hai chấm file à, where chứ. Where chuyển ra ba tham số là get dưới id bằng với cái $this trỏ đến id và lấy ra là limit, limit bằng cái biến limit kia, có phải get nhỉ, có phải get không? Rồi và return cái biến post kia, được chưa? Thì đây là nó sẽ return ra cái danh sách các cái bài viết thuộc cái danh mục, là cái danh mục đang được gọi cái hàm này, đúng không? Thì chúng ta tiến hành migration là seeding lại cái mớ bài viết để post table, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái được coi nào, get created by post này, gì đấy, title này, short description này, content này, author created by này. Chúng ta có thêm cột là get gạch dưới id nữa, nó sẽ bằng random từ 2 cho đến 8. Chúng ta chạy lại cái seeding này, tôi copy cái tên post table seeding, post table seeder có php artisan make db seed cách trừ trừ class bằng post table seeder. Xong, bây giờ chúng ta có thêm khoảng 100 bài viết nữa. Thì lỗi. Được chưa? Với cái kết ID là random từ 2 cho đến 8, bởi vì chúng ta có 8 cái kết mà. Đúng nhỉ? Không phải này. Đây, từ 2 cho đến 8. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra. Thì ở ngoài homepage kia, homepage này này, thì chúng ta sẽ có tiếp cái vòng for each. For each của cái của cái biến C này trỏ đến get top post, đúng không nhỉ? Đây cái hàm này, hàm get top post. Get top post S P P. Nhưng mà hàm này tôi truyền đây tôi lấy ra khoảng 6 bản ghi thôi. Được chưa? Xong ở trong này tôi sẽ có một cái div con, mỗi cái div này class là post trừ item. Và ở trong này tôi sẽ viết đây là một thẻ A nữa. Thẻ A này để trống này. Sau đó ở trong này tôi sẽ có cái và đâm ra đây là cái P trỏ đến title. Được chưa? P trỏ đến title, tiêu đề bài viết. Chúng ta coi. Ôi giời ơi, lỗi gì rồi? Giờ phải xem debug, xem log, storage này, log này, ngày hôm nay. À, đã bật server đâu?
Không ra nhỉ? Không có gì. Ảo thế. Để coi nào sẽ nó ra cái gì. Chờ tí nhá. C trỏ đế get top post 6. Để đi đi đây nào. Cái gì đây? Model post on delete xã hội không có gì à? Hình như cái này thiếu get. Đây à, giờ mới ra 6 này. Chúng ta sẽ có thêm cái get này thì ở ngoài kia thì chúng ta sẽ mới có giá trị. Được chưa? Test update này, đây là các bài viết khác này. Đúng không? Được chưa? Đây là danh sách các bài viết này. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lấy ra thêm một cái phần tóm tắt nhỏ nhỏ ở phía dưới của nó nữa. Đó là ngay phía dưới của thằng này thì chúng ta sẽ có thêm là có phần tóm tắt nhỉ, short description có nhỉ. Để tôi coi lại cái post này. Đây short description này. Sẽ lấy ra một cái thẻ div. Đặt class ở đây là class có text mình không nhớ lắm. Class là bg trừ succeed đi. Đây mình sẽ hiển thị ra là p trỏ đến short description. Ủa, không có gì. À, short DSC. Đó. Nó ngắn ngắn như này thôi. Đây là một phần nội dung bài viết này. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cơ sở dữ liệu cái phần này này. Nó là thẻ đúng không? Đáng lẽ nó phải được bôi đen đúng không? Tại sao nó không bôi đen? Thì chúng ta nếu mà muốn cái phần đấy nó là hiển thị là dạng text HTML ấy thì chúng ta phải để đây là chấm than. Thấy không? Thì nó mới chuyển sang dạng HTML. Còn nếu mà chúng ta để hai cái ngoặc thì nó sẽ là dạng text bình thường, nó hiển thị thẳng ra dạng character. Thấy chưa? Lưu ý cái này nhá. Xong. Phần này tôi sẽ để cho nó là côn trừ md trừ 4 đó. Chúng ta sẽ có mỗi một phần bài viết thì nó sẽ là như này đúng không? Tí nữa chúng ta sẽ để cái URL tính sau, rồi thì để thành dạng slideshow tính sau. Đây là 4 cái này, đây là 6 đúng không? Tí nữa tôi chuyển nó dạng slideshow sau, được chưa? Tiếp theo nếu các bạn thích hoàn toàn có thể để vào đây một cái ảnh cũng được. Chúng ta để đây là một thẻ img này. Đây là thẻ a chứ. Thẻ address này có class. Class là thumbnail. Trong class này có một cái thẻ là thẻ img. Img này có src bằng cái p trỏ đến gì nhỉ? Emit có sc không? Emit không có sc. Đó. Được chưa? Đây lấy ra ảnh. Nhìn cũng tử tế phết đấy chứ. Lần sau random nó ra cái ảnh khác. Được chưa? Xong. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải bấm vào đây. Ví dụ bấm vào cái xã hội này hoặc là bấm vào bài viết này ra chi tiết bài viết đúng không? Bây giờ làm trước hết là bấm chúng ta chỉ nhìn nó về local 8000 ở dưới cả. Thấy không? Nó không đi đâu cả. Bây giờ làm sao để lấy được cái URL của nó vứt vào đây? Và làm sao để dựa vào cái URL đấy để ra chi tiết bài viết thì chúng ta lại phải dựa vào Slack thôi. Chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ bài về cái bài viết nhá, tức là cái post model đúng không? Để kiếm lên cái post model xem nó nằm ở đâu ấy đã. Model này. Post model này, được chưa? Rồi, ok. Chúng ta sẽ cần phải sinh ra ở đây một cái public function là get Slack. Đó, thì chúng ta sẽ có cái URL Slack bằng
slug 2.2.where này, where cái where này không nhỉ? Where như này sao? Nếu tôi nhớ không nhầm. Hả? Hả? Ờ, đúng rồi, where 2 cột mà. Chúng ta sẽ có là entity file. Nó sẽ mang giá trị bằng post 2.2 chấm à, this chứ, this entity type $this trở đến entity type phải đây là entity id trở đến this trở đến id rồi sau đó là trở đến first như này, sau đó là return if slug, tức là nếu mà tìm được thì chúng ta sẽ tiến hành return cái slug này trở đến slug, còn else thì return null. Biết vì sao phải làm này không? Bởi 100 cái thằng chúng ta thêm sau nó không có slug, hiểu không? Tí nữa chúng ta edit vài thằng chúng ta mới thấy slug được. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ là get slug này. Và homepage blade, đây là cái thẻ A của thằng title đúng không? Đây là $P trở đến get slug. Copy tiếp thằng này vứt xuống dưới. Nó coi. Đây có mỗi thằng này có thôi. Ờ không thấy rồi. Cái gì category? Để tôi vào admin cái nhá. Localhost 8000 sược admin này. Bắt gì nhá? 1 2 3 4 5 6. Viết này. Edit. Hình như thằng này mình chưa làm à? Đúng không? À hôm trước làm category. Làm category chứ không phải làm post. Rồi ok, để tí nữa mình sẽ làm nốt thằng post nhá. Copy luôn cái hàm này tương vào trong category. Rồi thì this entity type, this ID cũng đúng thôi. Rồi thì mình sẽ về homepage này, mình sẽ có cái copy lại cái này. Đây href đúng không? Đây thay thằng P thành thằng C. Chúng ta ở ngoài này sẽ thấy xã hội bằng sự thể thao giải trí hay không bao nhiêu đấy đúng không? Được chưa? Văn hóa, thể dục dụng cụ, thể thao, chẳng có cái vẹo gì. Đúng không? Bởi vì không có mà. Được chưa? Vậy giờ sao? Update từng cái một. Đây là một cách. Đây xã hội này. Được chưa? Submit. Văn hóa này. Rồi, submit lên. Thể thao này. Để cho những cái thằng này nó có cái URL. Thời tiết này. À, đời sống này. Pháp luật này. Xong. Bây giờ ra ngoài này refresh. Thì thằng xã hội này sẽ có là xã hội đúng không? Văn hóa này. Rồi thì là thể thao này. Rồi thì là thời tiết các thứ này. Được chưa nhỉ? Đấy được xong. Bây giờ tôi bấm vào đây. Tôi bấm vào đây thì tôi mong muốn là nó bấm vào đây một cái thì nó sẽ đẩy cho tôi ra ngoài cái ra một cái danh sách các cái bài viết thuộc về cái danh mục này đúng không? Phần trang phần trước tử tế. Đúng không? Giờ làm nào? Cứ bấm đi. Không có đúng không? Bấm lên làm gì đã có cái URL này định nghĩa trong Slack đâu, ở trong cái round đâu. Chưa có thì giờ chúng ta phải làm sao? Làm nào? Chưa có ấy, thì bây giờ chúng ta phải làm cho nó có. Ở get này. Chúng ta sẽ làm một cái round mới. Round 2.2.get
sược slug phẩy. Ở đây là đẩy về client sược home page controller hàm là get content, ví dụ thế. Đây là chắc thằng này chẳng sẽ đặt tên get content. Chúng ta mở cái home page controller cái ra, tạo ra một hàm get content public này, function này, hàm tên hàm get content, nhận một cái biến là slug, có tham số đây, chúng ta console à, phải nhập với JavaScript DD ra là cái biến slug, theo được nhá, được chưa, nhận được chưa? Cái này nó không bao giờ bị nhầm với lại cái admin đâu. Sược admin chẳng bao giờ bị nhầm đâu. Admin vẫn vào admin, còn những thằng khác vẫn cứ vào bình thường nếu nó có. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau này. Có slug này rồi là giờ sao? Giờ sao? Use app sược model sược slug. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có cái model bằng cái biến slug, slug 2.2.where, where cái cột là slug bằng, phải bằng nhé, bằng với cái biến slug nhận được và lấy ra first. Được chưa? Nếu mà if không tìm thấy model thì chúng ta tiến hành là DD hoặc là echo ra hoặc return not found. Not found. Cái này chúng ta xử lý như nào đấy là việc của chúng ta. Chúng ta có thể đẩy ra một cái view là cái view not found, đúng không? Không biết trong này tôi có chưa. Đây là view forbidden khác. Ở đây not found. Chúng ta có thể return, return ra nó một cái view tên là not found. Not found. Đấy có vậy thôi. Còn nếu mà bỏ qua được cái này thì chúng ta chắc chắn là có đối tượng rồi, đúng không? Chúng ta sẽ là if $model trỏ đến entity type. À, chúng ta switch đi. Switch $model trỏ đến entity type. Trong trường hợp cái entity type này bằng cái gì? Trong cái thằng post đâu nhỉ, thằng category đâu nhỉ? Category nó bằng cái này. Trong trường hợp cái giá trị này bằng cái này. Được chưa? Tương đương với cái việc chúng ta có thể comment đấy, tương đương việc là cái slug này đại diện cho một category. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải trả về một cái return một cái view khác. Thì chúng ta sẽ tiến hành là return cái view, return cái view là bằng client client.category chấm blade, truyền thêm và chúng ta bây giờ sẽ có cái biến là kết bằng category 2.2.file dựa vào cái model trỏ đến entity gạch dưới id, và sau đó chúng ta tìm tiếp post nó sẽ bằng đây use app sược model sược post. Post sẽ bằng post 2.2.where cái get id bằng cái model trỏ đến entity id và thích thì pagination paginet bằng 10 chẳng hạn, đúng không? Bằng 10 đi. Sau đó chúng ta sẽ có thêm là cái truyền cái hai biến cái ra ngoài. Thứ nhất là get này. Đây là compact biến get và biến post truyền ra ngoài. Được chưa? Default thì chúng ta xử lý sau. Default thì đây là return, đây là post file, chúng ta xử lý sau. Được chưa? Test thử nhá. Nhưng mà trước hết là phải tạo ra category này đã. Ở trong cái phần client, chúng ta tạo thêm một cái file mới tên là
category.blade.php. Thì tôi đi copy cái thằng homepage này vào đây. Ở đây chúng ta không phải void cái này nữa. Và chúng ta sẽ có cái biến là kết cho đến kết name luôn, còn thằng ở dưới này vẫn vậy. Kết đây. A còng. Đô la. Còn đâu nó không nhỉ? Còn chữ C nó không nhỉ? Rồi, ok. Ở trong này chúng ta cũng không void cái này nữa, mà chúng ta void cái biến post. Đó, ở dưới này thích thì chúng ta sẽ có cái phần post trỏ đến link. Link như này đúng không? Đúng nhỉ? Cái gì nét đây? Test cái. Gì mà index 2 này trời. Rồi, bấm vào xã hội. Thấy không? Đúng chưa? Page 2 này. Đúng không? Chính xác nhỉ? Đúng là trang các bạn cần phải làm không? Bấm vào xã hội nhá. Back về trang chủ này. Bây giờ chúng ta chuyển sang văn hóa này. Đúng không? Đây có 6 bài viết này. Chắc chắn là những cái tên này nó khác nhau rồi. Văn hóa này. Đúng nhá. Ra các bài viết ở trong đấy. Đây sẽ là các bài viết về văn hóa ở page 2. Đúng chưa? Đây là phần xử lý về phía client. Chúng ta sẽ xử lý cái URL nó như thế nào. Thì chúng ta đặt hết tất cả vào trong một cái bảng là bảng Slug. Thì ở đây chúng ta xử lý cực kỳ dễ, đưa vào trong một cái switch case phát là được luôn. Được chưa? Xong đi nhỉ? Tiếp theo này, cái phần này về xem lại video nhá, tôi làm khá là nhanh nên chúng ta phải xem lại video thì mới theo kịp được, chứ không theo kịp được đâu. Được chưa? Chỉ nhớ là nó làm như nào thôi, nhớ là chúng ta lấy ra, tạo ra cái shop ở trong URL kia rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành, nhớ này, sau khi lấy ra Slug rồi chúng ta bây giờ phải tiến hành là phải phân tích. Khi mà người ta bấm vào cái link, chúng ta phải phân tích cái Slug đấy nó là cái gì, nó là thuộc dạng kết hay dạng post. Sau đó chúng ta mới truyền nó ra được. Ví dụ ở đây sau này ở dưới này tôi sẽ có thêm cái cây là bằng entity type bằng post nữa, thì đến lúc đấy tôi sẽ lại có return ra một cái view. Nhưng mà view đấy kiểu khác, chứ nó không phải là view kiểu dạng là danh sách sẵn, danh sách bài viết ở trong này nữa đâu, hiểu chưa? Nó sẽ khác. Và bây giờ tôi sẽ dạy cho chúng ta thêm một cái nữa. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái tạo mới ra một cái PHP artisan. Tạo mới hẳn ra một cái PHP artisan luôn. Bằng cách như nào? Thì chúng ta vào mở sách ra, ta có này. Laravel 5.4 này. Chúng ta sẽ có là command writing console. Được chưa? Thế các bạn để ý đây này, writing command mới, chúng ta sẽ có là php artisan make, tạo một command mới tên là gì đấy. Thì bây giờ tôi đang có một cái yêu cầu là tôi cần phải tạo ra các cái slug cho tất cả các bài viết của mình, đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tôi làm nào? Trước hết cứ tạo ra file đã. Php artisan make hay chấm là command generate post slug. Xong. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có hay chưa, thì chúng ta để coi nó xem cái hàm này là cái hàm gì. Cái này vào console kernel. Console app console kernel. Chúng ta phải đăng ký cái console đấy. Đây console khi tạo ra này nó sẽ ở đây này, thấy không? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra, đăng ký nó vào đây. Chúng ta đăng ký nó vào đây bằng ở cái protected command này. Command send email cái gì hay chấm cái chấm class này. Chúng ta sẽ phải là cái gì nhỉ? Command này. Sược này. Generate slug này hai chấm class. Cone hay class? Class.
rồi. Class này. Đăng ký nó vào. Không có dấu này. Được chưa? Giờ chúng ta coi nhá. PHP cách artisan. Dạ. Chúng ta sẽ có thêm một cái là đâu nhỉ? Nó sẽ có một cái phần ạ. Chúng ta tự đăng ký mà. App name clear cake này, sheet này, generate này. À cái này hình như tôi chưa đăng ký. Chưa đăng ký. Đăng ký xong này. Chờ tí nhá. Xem này. Writing command. Tôi sẽ tiến hành viết một cái command mới này. Generate command này. Đăng ký xong rồi này. Command structure này. Đây, chúng ta sẽ có code ở trong cái hàm này. Đâu nhỉ? Generate slug này. Signature command. Command này thêm là của tôi là protected name signature console command. Command này của tôi là generate to post to slug. Xếp xuống. Đây là generate post slug. Chúng ta test một cái. Clear. Composer dump auto load. Chữ command đâu nhỉ? Đây command, các bạn nhìn thấy không? Command generate post slug đúng không? Được chưa? Khi chúng ta chạy cái dòng lệnh này này thì chúng ta sẽ chạy luôn cái code ở đây. Chạy luôn code đây. Bằng cách tôi thử nhá. Tôi thử bằng cách là tôi sẽ tiến hành là xóa bớt một bài viết có ID bằng coi nào, bài viết có ID bằng cái thằng test update này đi nhá, 109, xóa đi nhá. Rồi thử này. Chúng ta sẽ có cái model bằng, để tôi use cái app ở đây. Use app sửa model sửa post. Post. Rồi. Nó sẽ bằng post 2.2.file 109 trỏ đến 109 này. Sau đó model trỏ đến delete. Được chưa? Thử nhá. Cho test này. PHP artisan command 2. Generate to post to slug. Xong. Bây giờ chơi check ở trong cơ sở dữ liệu. Bay chưa? Thấy không? Nó tự sinh ra một cái command để chạy cái logic của chúng ta tự định nghĩa ra. Thấy chưa? Thì đầu tiên, tôi nhắc lại một lần nữa này. Cái logic của phần này là cái gì? Đầu tiên chúng ta sẽ phải chạy câu lệnh là để tôi làm lại nhá. Đây, đầu tiên chúng ta phải chạy cái câu lệnh này. Đây, PHP artisan make command. Đặt tên cho cái command class của các bạn. Được chưa? Thì sau khi các bạn đặt tên xong, nó sẽ xuất hiện ở trong cái app console command generate slug này. Đây là cái tên class đúng không? Được chưa? Sau đó các bạn phải đăng ký. Phải đăng ký cái này với cái PHP artisan thì nó mới chạy được. Thì ở trong này nó có cái kernel.php này. Thì chúng ta ném cái tên, ném cái class name của cái thằng vừa rồi, của cái thằng này này, vứt vào trong này. Được chưa? Namespace của nó là command này, bởi vì hai thằng này là cùng chung namespace là console. Cho nên chúng ta sẽ để là command, command SC này, sược generate post slug 2.class, tức là nó trỏ đến thằng này. Được chưa? Đấy là xong cái việc đăng ký. Tiếp theo, chúng ta ở trong này, chúng ta có một cái phần là ở trong cái generate post slug ấy, chúng ta có một cái signature.
Cái signature nó chính là cái cú pháp PHP artisan cộng với cái đoạn code của các bạn. Được chưa? Thì ở đây tôi để là comment. Còn nếu thích thì chúng ta có thể để là chính. Chính gì nhỉ? Đào... Đào gì chính? Hả? Chính DD này. Generate post slug này. Giờ chúng ta coi nhá, xem nó có ra không nhá. PHP artisan. Kéo lên trên nó sẽ có cái chính DD. App C này, chính DD này. Thấy không? Chính DD generate post slug. Được chưa? Để chúng ta tạo ra cái signature của chúng ta. Xong chưa? Tiếp theo là cái phần mô tả. Cái mô tả nó ở bên này. Đây. Thấy không? Mô tả ở bên đấy. Sau đó là chúng ta sẽ phải xử lý code ở phía phần dưới này. Được chưa? Xử lý code ở phía phần model này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ code cái phần này như nào để sinh ra các slug cho bài viết của tôi. Tôi sẽ có như sau. Post bằng post 2.2.on lấy hết ra ngoài. Tất nhiên là tôi đã động đến thằng slug rồi thì chắc là tôi phải sử dụng use app sược model sược slug nữa. Đó. Được chưa nhỉ? Xong. Tôi tiến hành for each. For cái post kia s. Post này. S là P. Xong. Bây giờ trước khi làm cái gì tôi phải kiểm tra xem cái bài viết của tôi nó đã có slug chưa. Đúng không? Chứ không thể nào mà để lung tung được. Thì tôi sẽ kiểm tra là cái biến slug bằng slug à đâu, bằng slug 2.2.where where cái array ở đây là entity gạch dưới type bằng với giá trị của cái biến p. P là biến năng lực set mà. Bằng với giá trị của biến p trỏ đến entity type. Trỏ đến entity type. Tiếp theo. Entity gạch dưới id nó sẽ trỏ đến $p trỏ đến id. Lấy ra first. Được chưa? If nếu mà có cái slug thì bỏ qua. Nếu mà có cái slug này thì continue. Continue luôn. Còn nếu mà không có, tức là nó rơi đây rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xử lý là thứ nhất là lấy ra cái slug name và biến ra slug post slug. Post slug nó sẽ bằng bằng cái gì? str. Hôm trước tôi có cái hàm để sinh ra cái slug ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Row á? Row á? Sao lại ở ngoài row? Để coi nào. Đây generate slug đi rồi. Rồi đây. Tôi sẽ viết cái này thành một cái hàm UT. Copy này. Tôi có cái file helper đúng không? App này. Helper này. Custom helper đúng không? Tôi sẽ có thêm một cái hàm nữa trong này. Đó là generate slug. Generate. Đó. Thì tôi sẽ viết ở đây. Không có truyền vào cái gì, truyền cái URL vào đây. Name. Result luôn này. Tôi sẽ có cái biến slug. Biến slug bằng string slug của cái name này. Stream của cái name cộng dấu trừ. Sau đó slug bằng cái trừ slug cộng bằng trừ date. Rồi ok xong vậy thôi. Đây là tôi sẽ sửa cái này thành biến slug và tôi return slug này luôn. Đó, tôi sẽ dùng cái hàm generate slug này. Thì ở đây tôi sẽ có cái bằng cái đằng này slug generate
của cái p cho đến title. Xong. Bây giờ tôi sẽ có là db .2.2.table. db 2.2.table, table là slug đúng không? Cho đến insert. Insert một cái array. Array ở đây tôi có cái entity type bằng với cái p cho đến entity type. Entity ID cho đến $p cho đến ID và cái slug cho đến cái post slug xếp xuống e sọc. Được chưa nhỉ? Test cái nhá. Đây nó. Úi giời ơi. DB not found. Use DB. Xong. Chạy rất nhanh. Chúng ta có thể kiểm tra trong bảng Slack. Thấy chưa? NTID này. Cái 500 sao lại có cái 500 cái 100 ta? À đây cái thể thao. Cái 500. 500 là post đúng không? Đây, có hết rồi đây. Tức là bài viết của chúng ta đã có hết slug rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái ngoài trang chủ nó đã có cái slug cho bài viết chưa. À, chưa start server. Được chưa? Có slug cho bài viết rồi này. Thấy không? Được chưa? Bây giờ code tiếp. Xong cái slug này rồi thì bây giờ code tiếp. Code ở cái home page controller này. Chúng ta đây có entity type bằng category rồi nhá. Bây giờ duplicate lên nữa. Tôi sẽ có entity type bằng post. Post đại diện cho một post bài viết. Xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái kết bằng category của file, query bằng model cho đến kết gạch dưới ID. Và post nó sẽ có là file, post file, file cái model cho đến entity gạch dưới ID. Không có paging gì cả. Lấy hết rồi đâu. Để chúng ta có một cái tốt thôi. Và chọn ra đây là post. Kết này. Post không có SC này. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ cái nếu mà trường hợp ở dưới default chúng ta đẩy ra cái return view về not forbidden đi. View là bằng trang forbidden là bao nhiêu nhỉ? Research này. Forbidden blade. Tôi rename cho nó. Forbidden. Xong. Bây giờ tôi tạo thêm một cái post nữa. Post.blade.php. Xong. Bây giờ tôi đi copy của thằng này. Xong. Bây giờ ở trong cái container này tôi cần một cái thẻ H1. Thẻ H1 này đây nó sẽ là của cái post cho đến title. Tiếp theo là chúng ta sẽ có thẻ H6. H6 ở đây sẽ là cái kết name. Đó là kết cho đến name. À, kết name chứ. Kết gạch dưới name. Cái thẻ H6 này chúng ta hoàn toàn có thể đưa nó xuống là thẻ A. Thẻ A. Ahref bằng đô la kết cho đến get. Đấy sẽ cũng slug là gì? Hàm get slug đúng không? Với cái text ở trong là kết cho đến kết name. Để tôi coi lại cái category. Đây get slug đúng rồi. Post. Xong phần phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái div.
đây có sẽ có class là tí nữa chúng ta sẽ xếp cái CSS cho nó, thì chúng ta sẽ để đây là dạng là post short description. Chúng ta ở trong này viết text của nó sẽ là đô la post cho đến short DSC và div ở phía dưới. Đây là post class. Class bằng post trừ content. Xong. Thì chúng ta sẽ có thêm là cái như này thôi. Đô la post cho đến content. Rồi coi nhá. Reload chẳng. Ôi giời ơi. Con member slug get slug of null. Cái gì ta? Ở dòng 12 tức là dòng này. Tức là kết không có à? Chờ tôi chút nhá. Home controller cái BD là cái thằng kết này. À đây, đưa thằng này lên trên. Kết ở dưới thì kết nó sẽ bằng post cho đến kết ID mới được, chứ không tìm điều kia được. Thì ra xã hội này, mastery các thứ các kiểu đúng không? Cái này có author không nhỉ? À, để tôi coi nào. Trong bài viết post có image nữa đúng không? Image thì tôi đặt dưới, đặt sau cái short description nhá. Post blade này, để short description này đúng không? Thì tôi đặt trước đi. Thì chúng ta sẽ có một cái thẻ div class là col trừ md trừ 4 cách col trừ md trừ offset còn 8 trừ 4 offset trừ 4 nữa. Thì trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ A JavaScript 2.2 có class, có class bằng thumbnail. Và trong thẻ A này có một cái thẻ img có src bằng post cho đến image đó. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ có ngay sau cái thằng này chúng ta sẽ có một cái div có class là text trừ write có cái đô la p, đây là thẻ bold đi, strong p cho đến author. Thấy chưa? Thằng này không có ảnh à? Và đăng tải. Nó đăng tải từ Lorem Pixel. Úi dồi ôi. Cái gì vậy? Hả? Không, viết đúng đấy. À đúng không? Cái này có class bằng col trừ xs trừ 12. Mạng chậm quá. Khiếp. Nội dung tôi tải xong từ bao đời cũng chưa xong cái ảnh. Hả? Tức là bấm vào đây không đi đâu. Đâu nhỉ? Đây. Thấy không? Ví dụ như bấm một cái link nào đấy nó đi sang chỗ khác, bấm các bạn có thể viết dấu thăng vào đấy đúng không? Nhưng mà dấu thăng nó vẫn thay đổi URL này. Tôi không thích cái điều đấy, tôi để JavaScript 2.2 thì nó không đi đâu cả. Được chưa? Tương đương việc thực hiện một câu lệnh JavaScript nhưng nó không thực thi cái gì. Được chưa? Cay nhỉ. Không tải được. Đây, giờ có mạng đây.
Rồi chúng ta click vào đây. Không tải được cái ảnh. Sợ thật. Đấy, tải rồi đấy. Nhưng tại sao thằng này bị này cả? Ra thế. Wow. Được rồi đấy. Được chưa? Còn style tiếp của các bạn thì nó làm sao cho nó tử tế là được. Đúng không? Nhưng mà short description của tôi đâu nhỉ? Short description của tôi đâu? À đây à? Cái này tôi cho lên trên cái thằng này đi. Đó. Được chưa? Đấy. Bách về pháp luật này. Toàn pháp luật này. Bấm vào đây này. Xong mình viết khác. Đây là một gần như là một cái website hoàn chỉnh rồi. Chúng ta chỉ còn chỉnh sửa style rồi thì chỉnh sửa trang chủ, trang chiếc các thứ. Làm phần comment. Đổ dữ liệu ra layout thì chúng ta có cái khái niệm này. Đó là khái niệm mà view composer. View composer. Đây. Chúng ta có thể dùng share. Đây. View composer dashboard này. Nói chung là tôi không nhớ lắm nhưng mà thường thường là sử dụng cái này. Hầu hết là sử dụng cái này. À. Không nhớ cách làm để coi đã. Đây view composer accept sound character by card. Chờ tí nhá, để xem cái này chạy như thế nào. Đổ dữ liệu ra ngoài greeting view này. Rồi, hello name. Insert greeting blade turn view. Rồi, để lấy ra view này. Xong rồi determine a view exists. Cái này là cái gì nhỉ? Không nhớ lắm, không nhớ cách dùng. Sharing data with own view. Ở đây là nằm trong app service, app provider này. Trước mình có thực hiện cái này rồi nhưng mà lâu không động đến. App này, provider này, app service provider này. Nó sẽ có cái phần nằm trong boot là share key value. Share key value nha, ví dụ tôi muốn share cái này. View share. Tất nhiên phải use cái gì đấy rồi. Không thể nào để nó chống hôi chống hoác vậy được. Ghi này. Ví dụ đây là username. Tôi có thể lấy được cái value này ở đâu đấy đúng không? Bằng cách tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ tôi để đây là thiện th. Được chưa? Xong nhá. Bây giờ tôi vào cái này. Tôi vào cái homepage đi. Tôi để ngay trên đầu rồi. Cái biến là biến username. Được chưa? Đấy, đưa xem. Thấy không? Được chưa? Bây giờ tôi vào tiếp này. Tôi lại copy tiếp cái này. Vào post này. Đúng không? Những cái này tôi không chuyển ra ngoài. Đúng không? Những cái này tôi không hề chuyển ra ngoài. Được chưa? Bây giờ vào post này. Nó vẫn ở đây. Được chưa? Đã giải quyết được chưa? Nó còn có rất là nhiều cách dùng khác. Cái này cái khái niệm là người ta gọi là khái niệm View Composer. Chúng ta có rất nhiều cách xử lý ở đấy. Ở ngoài cái trang của chúng ta thì ở ngoài này này, nhiều khi nó không có, chúng ta phải check exist hoặc là check out. Ví dụ như kiểu là ở ngoài cái layout của các bạn nhé. Đâu rồi coi nào. Đây ở ngoài cái layout admin này đúng không? Layout admin blade này đúng không? Nó có cái đoạn là đây, thấy không? Asset
user cái gì gì đấy, avatar này đúng không? Nhớ nó không có sao? Đúng không? Cái này chọn thẳng ra cái ảnh của người dùng đúng không? Nhưng mà cái này nó chỉ dùng với trong admin thôi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã đăng nhập vào, người ta phải dùng được cái này. Chứ người ta không đăng nhập vào thì đào đâu ra cái này? Đúng không? Thì trước khi dùng ấy, thì chúng ta hoàn toàn với những cái share composer này này. Ở đây, chúng ta phải, nếu mà trong trường hợp là if auth hay chấm chấm check chẳng hạn, nó trả về true, thì chúng ta mới có share những cái thông tin khác. Đúng không? Thì ở đây ví dụ có check xong rồi thì chúng ta mới có là view chọn đến share là username, đây là username bằng với cái auth ... user đóng mở ngoặc trỏ đến name như này. Đúng không? Chứ nếu nó không có thì đào đâu ra name đấy. Hoặc là nếu else, cái này else, nếu mà muốn vẫn có thì chúng ta có else. Ở đây là view vẫn share. Vẫn share. Nhưng mà với cái username bằng rỗng như này thì mới đảm bảo được cái việc là tất cả các view ở phía ngoài kia của chúng ta đều có thể lấy ra được cái giá trị là username ở mọi chỗ. Được chưa? Phải check if else các thứ các kiểu thì ở đây chúng ta mới làm được. Ngoài ra chúng ta còn có cái trò này nữa này. Lâu lâu rồi tôi không dùng nhưng mà để tôi đọc lại xem nó như thế nào. Đây này, register boot. Cái này là phần khác. Đây vẫn phần boot đấy đúng không? Chúng ta có view composer, để tôi đọc xem view composer. Callback of class method at call when view ran if you have data you want to be to view x time that view is render. À, composer dashboard. Thằng này nó không có ví dụ nhỉ. Profile. Đây là phải sinh ra một cái file view composer khác. Thì cái này chắc phải để chuẩn bị thêm data. Ui trời. Yeah. Xin lỗi các bạn chút nhé. Alo. Tớ. Có. Rồi để tôi gửi mail, gửi tin nhắn cho nhé. Rồi còn bạn nào có thắc mắc gì nữa không? Muốn làm cái gì nữa? Tú muốn làm gì? Repository để làm gì ạ? Thực ra cái mục đích của repository ấy, nó chỉ là chia thêm trong VMDC thêm một tầng nữa, một thêm một tầng nữa để xử lý đấy nhá. Cấu trúc nó như này, chúng ta có cái view này, C này, controller đúng không, ở dưới này là model này, đúng chưa? Rồi bây giờ nếu mà xử lý một cái logic nó đấy từ ground, nó đẩy vào controller rồi đúng không, bây giờ chúng ta muốn cộng trừ nhân chia hay tên sửa xóa rất là nhiều bảng, chúng ta đều xử lý trong một file controller nào đấy. Thứ nhất là code PHP nó giả đúng không, cái thứ hai là chúng ta rất là khó trong cái việc là kiểm soát được cái logic là nó thêm bảng nào trước thêm bảng nào sau trong một cái log đúng không, bởi vì code nó rất là nhiều, với một file này một cái hàng nó tiến hành thêm vào khoảng chục bảng là chuyện bình thường đúng không? Thì để tránh cái việc đấy thì người ta phải chia thêm một cái tầng ở giữa hai thằng này nữa, nó tầng DAO là data access object, được chưa? Ở trong mỗi cái DAO này, thì người ta chỉ tương tác với duy nhất một model thôi, hiểu không? Tương tác với duy nhất một model thôi, tương tác ngược lại như này,
Tất nhiên chia này nó khá là phiền phức. Nó khá là phiền phức nhưng mà nó có hơn một cái là làm việc với bất kỳ cái mô đồ nào chúng ta đều lốc lại được lịch sử, lốc lại được chi tiết các cái bước người ta làm từ đầu đến đầu. Sau đó khi mà gặp ra lỗi thì lại mở file lốc ra để kiểm tra xem là cái phần này nó làm đúng chưa. Insert bằng post trước thì insert bằng slug trước. Hiểu chưa? Chia ra để dễ làm trace. Và ngoài ra người ta khi mà phân mảnh cái hệ thống ra thì người ta sẽ có những cái thằng mà chỉ code, tức là developer chỉ code từ phần này cắt xuống. Thằng trên cần gì thằng này chỉ ngồi viết thôi, chỉ ngồi viết từ phần này cắt xuống, chứ thằng controller và view nó không động chạm đến data. Hiểu chưa? Nó sẽ chuyên biệt hóa cái team. Hiểu chưa? Quên chúng ta dạy chúng ta về cái unit test. Ví dụ nó nghỉ tí nhá. Sẽ còn phần unit test đấy. Tí quên đấy. Nói quá. Đấy, cố lên nào. Đấy. Cố lên nào. Còn cái kỹ năng unit test là chúng ta phải bắt buộc phải biết nữa. Yêu, bây giờ mình code được nhiều phết nhỉ. Đây là vừa code còn vừa nói. Nếu mà không chỉ ngồi code không, tốc độ nó phải nhanh hơn. Chẳng có chỗ nào cái mô đồ vịt nhát trên cái thốc đường vào hoặc là tắt cái CSV đi. Vì một trong hai cách đâu mở cái form ra nào. Ôi, mở ra cái mô đồ đâu, mô đồ form kia đâu, đúng kìa. Ừ, thì mở cái form vừa rồi ra. Cái form để xong ít đấy. Form nào. Cái form cơ mà lắm. Đâu. Đây chẳng là mô đồ làm cái gì. Đúng rồi, ui giời ơi, controller tôi biết nhiều này à. Không biết nữa. Không biết về đâu. Không biết về đây. Chẳng vật gì. Yeah, I have a
lần và cái này mấy lần này, 2 lần 3 lần.
Rồi, còn phần nào nữa? Phần nào nữa nhỉ? Spawn session front end page localize. Có ai còn có hỏi gì không? Nhàn có hỏi gì không? Quên. Giá cả, quên. Đây. Chúng ta có unit testing. Cái này để giúp chúng ta test xem một chức năng của chúng ta chạy nó có đúng không. Ví dụ như này. Đây. Ví dụ chúng ta code xong một hàm nhé. Nó có một hàm, một cái function, có xong một function này, chúng ta ví dụ như kiểu là sinh ra cái slug chẳng hạn, đúng không? Yeah. Thì bây giờ chúng ta lưu cái slug đấy vào trong DB rồi, Yeah. Bây giờ chúng ta phải check lại xem cái slug ý nó có đúng với cái mà chúng ta mong đợi hay không. Ví dụ đơn giản cái việc là tạo ra slug xong, đúng không? Thì chúng ta phải query trong cơ sở dữ liệu ra được một cái bảng đi với cái ID mà nó có chẳng về cái slug đấy. Hoặc chúng ta phải check xem, ví dụ tính một hàng calculate, viết một hàng calculate nhá, thì chúng ta truyền lên 1, 2, 3 tham số chẳng hạn. Được chưa? Chúng ta truyền lên 3 tham số này thì chúng ta dùng máy tính để chúng ta tính ra 2 + 2 = 3 + 6, đúng không? Thì chúng ta phải check xem là cái chúng ta khi mà chúng ta côn cái hàm này, kết quả của nó so sánh với 6 nó có bằng chung hay không. Nếu mà bằng chung, nếu nó trả ra chung thì tương đương với việc là cái cây, cái trường hợp này là chúng ta pass qua. Còn nếu mà nó không pass, tức là chúng ta tính sai rồi, thì bây giờ nó chẳng là fail, thì chứng tỏ cái hàm của chúng ta là vấn đề. Cái việc unit test là dùng để làm gì? Unit test này ấy, thứ nhất là để kiểm tra tính đúng đắn của cái hàm chúng ta đúng hay sai kết quả, được chưa? Cái thứ hai là dùng để show cho team lead hoặc là show cho tester để họ khi mà họ test xong, khi họ test một cái tính năng nào đấy, họ block của mình là lỗi, đúng không? Thì mình phải chứng minh được là mình code cái hàm này không lỗi bằng cách là show cho họ cái log mình đã sử dụng cái unit test này test qua các kênh. Thì bây giờ tôi có cây này cây kia tính ra như này là đúng, bà lại bảo tôi là lỗi như này thì tôi không chấp nhận, đúng không? Đấy là cái bằng chứng, đúng không? Thì chúng ta có thể sử dụng unit test như sau. Đầu tiên để tạo ra một file unit test thì chúng ta có PHP artisan make test, được chưa? Make test đặt tên cho test thì chúng ta ví dụ như sinh ra cái đây code luôn.
PHP artisan make test cách là slug test. Cái gì đây? Ở đây cái odd not found này. Tôi comment cái này vào nhá. Slug test này. Sau khi sinh ra thì nó nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm ở trong một cái thư mục tên là test. Đây, test. Các bạn nhìn thấy unit test thấy. Đây là user role test à? Đâu nhỉ? Mình vừa mới sinh ra cái gì nhỉ? Slug test feature. Đây, slug test này. Đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi chạy thử, tôi sinh ra một cái slug à, cái title bằng bằng cái gì nhỉ? Một cái string. Tôi đi copy một cái bài báo đi vào 24h.com. Đây, Bộ Công Thương lên tiếng sự giáo sư âm nhạc như này. Như này. Ngọc Sơn. Bây giờ tôi sẽ có cái chúng ta sẽ phải test xem là cái URL này sinh ra có đúng không? Đúng không? Bằng cách là chúng ta sẽ so sánh với cái chúng ta thực hiện cái hàm là slug, cái biến slug bằng generate. Cái hàm helper của tôi đâu nhỉ? Helper này, custom helper này, slug generate. Đây, hàm generate slug của cái title này. Của cái title này. Được chưa? Sinh ra slug này. Sau đó chúng ta sẽ cộng luôn với lại cái compare slug bằng. Nếu mà như thế này thì tôi sẽ phải là bằng Bộ Công Thương. Bộ Công Thương lên tiếng vụ giáo sư âm nhạc đọc Sơn cộng với lại cái date như này đúng không? À, cộng lên với cái dấu trừ date như này. Đây, cộng với lại cái dấu trừ như này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ là assert this này cho đến assert true compare với cái à đâu? Tôi xem lại cái assert nhé. Assert true này. Nó có mấy cái assert cơ? Nó có nhiều cái assert lắm. In my quiz running test này. Cho tôi đi được coi. Đây, assert đây rồi. Assert status, assert json, exact json, serot này, available status, redirect header cookie, plain text, session head erot. Không đúng rồi. Search json. Để tôi search cái coi. Laravel assert đây à, ở đó respond ok này, has on missing này, redirect này, ground đâu nhỉ? Nó sẽ có một cái danh sách assert compare hai string. Là cái nãy mà lên cái cookie này, assert json này, đúng rồi, assert compare
file string. Cho đây chúng ta có cách assert true này với cái slug, với cái slug và cái compare slug bằng nhau nếu nó trả về true thì pass qua. Giờ bây giờ chúng ta chạy thử này, để tôi coi xem nó chạy thử như nào. Testing mocking job. Testing. Make test này. Laravel run unit test. Nó có đấy. Make test này. Xong bây giờ chúng ta sẽ có bin PHP unit này. Coi xem bin. PHP unit ở đâu nhỉ? Đây rồi. Vendor này. Bin này. Đây chúng ta sẽ có như sau. CD vendor bin. Xong, giờ chúng ta sẽ có là PHP unit. Chờ tí. Để check lại. CD này, trừ trừ này. Chấm xược này. Bin này. Chấm xược PHP unit. Rồi đây. Chấm xét PHP unit so compare với cái slug test. Cannot open file. Chờ chút nhá, để tôi check lại. Rồi. Vendor này. Bin này. PHP unit này. Slug test. Đọc lại đấy nhé. Directory test PHP unit này. Feature test.php này. Directory test feature test.php này. Trước mình chạy cái này cái gì? Unit test feature slug test. Chờ tí nhá. Test seal. App box VP.
Laravel test. Đơn giản là run pp init clear. Đây rồi, được rồi. Chúng ta chấm sược vendor, sược bin, sược pp unit. Chỉ đơn giản chạy một câu ấy thôi. Thì chúng ta thấy này, ok test 4, test qua 4 cây. Thấy không? Test qua 4 cây là ở đây tôi có cây là user role này rồi này. Có cây slug test này, có cây test example, đây có một cây nữa là 3 cây này. Còn example test true bằng true này nữa là 4 cây này. Bây giờ tôi làm sai nhá. Tôi làm slug test này sai nhá. Bây giờ tôi cộng thêm một số 1 vào đây. Được chưa? Tức là nó sinh ra nó sẽ không bằng nhau. Bây giờ tôi check xem là như thế nào. Thấy không? Feature này chạy 4 cái nhưng mà fail 1 cái. Được chưa? Fail ở đâu? Fail ở cái đây, slug test dòng 22. Tức là ở đây. Compare ở câu này sai rồi. Được chưa? Đấy, nếu mà chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ compare assert true. Compare hai cái này, hai cái string này nó phải trả ra bằng nhau đúng không? Bởi vì nếu mà chúng ta nhập vào cái bộ công thương cái gì Ngọc Sơn như này này thì ra nó phải đúng ra là cái hai cái slug này sau khi sinh ra thì nó sẽ phải bằng nhau bằng cái bộ công thương đều cộng với dấu trừ và cộng với cái ngày tháng năm, bởi vì hai thằng này xảy ra trong tích tắc, trong cùng một tích tắc cho nên là nó sẽ rất là nhanh. Đúng không? Cho nên là cái ngày tháng năm nó sẽ phải giống nhau. Bây giờ tôi chỉ cần bỏ bớt, tôi thêm bớt thêm hoặc bớt một cái ký tự vào đây phát thì là hai cái string này nó khác nhau, cho nên là chúng ta sẽ fail luôn cái cây test này. Thì nó sẽ báo ngay lập tức là fail ở đâu. Còn nếu lúc nãy tôi chưa thêm này, chúng ta nhìn thấy là tổng cái những cái cây chúng ta test nó sẽ là bằng 4 cây và pass qua tất cả, ok hết. Được chưa? Đây là cái cú pháp vendor bin unit pp unit chạy phát, nó sẽ chạy hết. Được chưa? Và khi mà chúng ta làm này này, khi mà đã làm xong một cái unit test ấy, thì chúng ta không xóa nó điểm gì. Hiểu chưa? Làm chỉ là làm thêm unit test thôi chứ không bao giờ xóa đi. Được chưa? Để lần sau test đi test lại chúng ta vẫn còn lưu cái những cái chúng ta đã test qua. Và chúng ta chạy hết một lượt tất cả các cây để xem chúng ta có lưu thành công không. Ở đây thì chúng ta chỉ đơn giản so sánh hai cái chuỗi, là cái chuỗi được sinh ra từ cái hàm slug generate và cái chuỗi đáng lẽ ra chúng ta cho nó là đúng. Đúng không? Thì so sánh hai cái chuỗi này với nhau thì chúng ta có assert true. Nếu mà hai thằng này trả về với nhau, so sánh với nhau trả về đúng thì chúng ta pass qua cây này. Còn nếu mà trả về sai thì chúng ta nó sẽ báo lỗi ở ngay tại đây. Tức là cái hàm này chúng ta test sai rồi. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể là chạy thêm những cái hàm khác, ví dụ public function cái gì gì đấy, test cái gì đấy đấy, ví dụ tôi để đây là test test check slug generate như này. Được chưa? Thì chúng ta chạy ở đây, tôi sẽ thêm một dấu 1 vào đây nhá. Rồi. Chạy này. Các bạn sẽ nhìn thấy là sai ở cái hàm này này. Test check slug generate đúng không? Ở dòng số 22 fail ở đâu đấy, nhìn thấy ngay. Được chưa? Cái test cây này nó rất là đơn giản thôi. Unit test làm unit test rất là đơn giản thôi. Được chưa nhỉ? Hết. Đấy là về unit test. Tôi đẩy cái này lên nhá. Các bạn nên làm unit test làm xong một cái logic nào đấy, ví dụ thêm sửa xóa cái gì đấy, làm một công thức thêm sửa xóa thì chúng ta cũng nên làm unit test. Ví dụ test cho kiểu là rất là dễ như này. Ví dụ test insert có thành công hay không á thì chúng ta có thể là đây, ví dụ public này function test check insert to post đúng không? Thì ở trong này chúng ta rất đơn giản, chúng ta có một cái model bằng new post chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có use cái model này vào đây, use cái app sược model sược post vào đây. Sau đó new post này, sau đó model chúng ta có model trỏ đến cái gì nhỉ? Model trỏ đến
title bằng cái gì, bộ công thương cái gì gì đây. Đó. Mỗi thế này thôi. Sau đó chúng ta tiến hành là model cho đến save chẳng hạn. Yeah, save xong này. Hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể là this dollar this cho đến assert true. Nếu mà save hàm save này trả về true thì chúng ta chứng minh là cái hàm này chúng ta insert thành công. Còn nếu mà không trả về true thì chúng ta sẽ thấy nó fail ngay. Nhưng mà sau khi assert true này, chúng ta phải ngay lập tức là model trỏ đến delete ngay. Được chưa? Model delete ngay để nó không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của mình. Được chưa nhỉ? Đó, chúng ta có rất là nhiều kiểu assert. Ở đây chúng ta có thể compare. Assert thì nó có rất là nhiều cái. Ví dụ như kiểu đây tôi coi xem ở trên này nó có vài cái trong này nó liệt kê. Đâu nhỉ? Để assert true, assert false. Tức là compare đây này, chúng ta có các assert này, assert true, assert false, assert equal, assert null, assert const, contain, assert count, assert empty. Tức là so sánh cái hàm nằm ở trong này này, hay là cái thường thường là người ta so sánh hàm hoặc so sánh giá trị ở trong cái ngoặc này nó có đúng hay không. Nếu mà assert true thì ở trong này phải đúng thì mới pass. Chúng ta có assert false thì là trong này nó phải khác nhau thì mới pass, được chưa? Assert equal thì ở trong cái đoạn ở trên này, này tôi hoàn toàn có thể thực hiện là assert equal giữa hai cái chuỗi này với nhau, thường là phẩy như thế này, được chưa? Compare slug và slug, đây tôi thử compare như thế này. Chúng ta nếu mà thấy nó pass thì là chúng ta code đúng rồi. Chạy lại unit test. Thấy không? Hai cái string này giống nhau. Được chưa? Nhưng mà nếu mà so sánh hai chuỗi tôi thích, nếu mà so sánh hai chuỗi tôi lại viết chữ true vào đây thì sao? Chết ngay. Đúng không? Bởi vì hai chuỗi này điền vào đây nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không mang tính chất là so sánh, nó chỉ đơn giản là nếu mà chúng ta so sánh hai chuỗi này với nhau bằng cái phép bằng này này. Phép này nó sẽ trả ra true hay false đúng không? Thì nếu mà chúng ta so sánh true với nhau thì đúng. Thì pass. Được chưa? Còn assert true, assert false là như nhỉ? Nếu mà chúng ta để false ở đây, compare hai chuỗi này nó trả ra true đúng không? Nó không bằng giá trị false mà nó mong muốn thì nó sẽ là fail. Được chưa? Nhưng mà nếu mà tôi so sánh kiểu như thế này. Như này. Thì cây fail này lại đúng. Đúng không? Bởi vì hai chuỗi nó khác nhau mà. Đúng chưa? Hai chuỗi nó khác nhau mà. Cho nên là chúng ta lựa xem là có những cái assert nào thì chúng ta thực hiện cái unit test của chúng ta thôi. Ở đây chúng ta có thể compare bằng null, compare bằng một cái chuỗi nằm trong một cái chuỗi khác, có thể compare là đếm biến đếm, có thể compare với cái empty. Được chưa? Thì đấy là những cái unit test mà chúng ta cần phải test, cần phải biết. Với HTTP, thằng Laravel này nó cũng có luôn. Thì cái đấy các bạn đọc thêm nhá. Tôi chỉ giới thiệu qua về cái unit test ở trong Laravel thực hiện như thế nào. Tôi nhắc lại một lần nữa này, thực hiện. Thứ nhất là chúng ta phải tạo ra file để test. Thứ nhất test thì mỗi file test đấy thực hiện test cho một cái chức năng nào đấy hoặc một cái đối tượng nào đấy. Ví dụ như là về post này, về category này, về những cái hàm, cọ hàm helper của chúng ta đúng không? Thì và ở trong hàm đấy chúng ta có thể viết được rất là nhiều file. Có thể viết rất là nhiều hàm khác luôn. Ví dụ như này. Tôi thực hiện test tiếp. Đấy, fail ngay này. Thấy không? Slug test là tèo rồi này. Created by doesn't have default value. Tức là chúng ta fail ở cây này. Thấy không? Fail ở cây này. Đó, nó báo lỗi ngay lập tức. Bởi vì chúng ta chỉ thêm mỗi cái dòng như này, chúng ta không đủ đáp ứng được cái bảng là bảng post, cho nên là sẽ tèo ngay. Được chưa? Đó. Thì đấy là cái phần unit test, nó test đủ tất cả. Chúng ta có cứ nếu mà muốn test thêm trường hợp nào, chúng ta cứ viết tiếp hàm vào đây. Cứ nối dài hàm ra và test. Có vậy thôi, chứ không có thêm cái phần nào mà nó phức tạp cả. Được chưa nhỉ? Còn ai thắc mắc phần gì nữa không? Hả? Cái gì nữa? Mang đây rồi nào.
Đâu cái gì? Lô cấu chết một đống như kìa. Vâng, thì em không hiểu sao nó chết ở chỗ đấy. Ở bên kia thì bên là test thì mình nói bình thường để chạy được. Không, đây là nó đã bảo nó liên quan đến CS mà đây là cái file này có định nghĩa đâu. Thấy không? Nó sượt đi xem nào. Nhá, console này. Fail đây, cái file này custom CS có tìm thấy đâu. Thấy không? File này viết ở đâu? Ở layout. Pop. Cái file link này cái file đi đâu? Đây là cái này. Là cái này luôn đấy hả? Được. Đâu cái file, cái file gì sang mà? Copy từ bên kia sang mới sai. Đây này. Sao lại viết như này? Sao anh lòi mắt ra đây thấy accept. Đây, accept. Đóng mở ngoặc. Cái file gì hết đâu? Public này. Rồi. Ở đâu nữa? GS này luôn đi. Đây ạ. Ôi giời. Coi nào. Thư mục này sao không copy được, phải copy này string vào đây rồi giờ sao gs à đúng không, rồi sượt cái nào đây đúng không. Để xuống. Giờ nó mới chạy này. Không chạy. Lỗi đấy. Cái lỗi chưa? Cái gì đây? Đấy, nhưng mà cái bên này nó không copy cái đấy nhá. Bên này. Bên nào? Bên này ông nhìn nó là file gì? Ông chạy trực tiếp file mà. Cái đường dẫn nó có đúng đâu. Đúng không? Ô, cứ như người rời ấy. Cái này bị chửi bảo sao không ngoan. Những cái lỗi sơ đẳng như này cũng sai, tôi cũng thua ông luôn. Được chưa? Còn này thắc mắc gì không? Cần sản phẩm. Nếu mà tốt nhất là các bạn có thêm một cái slide để giới thiệu qua. Trong slide thì thứ nhất là giới thiệu tên mình này. Slide đầu tiên cũng là tên mình này, tên đề tài này. Được chưa? Xong slide thứ hai nó sẽ là cái lý do mình chọn đề tài này. Được chưa? Cái slide thứ ba nó sẽ là về các cái chức năng của chúng ta. Cái slide thứ tư là về cái những cái mockup. Nếu mà được thì vẽ cái giao diện ra, copy lên đấy. Có nghĩa chúng ta làm giao diện chúng ta chụp ảnh vào đấy. Chúng ta làm một kịch bản là từ trang đầu tiên là trang chủ này. Có thể là thực hiện cái việc tìm kiếm thì nó ra cái trang gì này. Đúng không? Tức là làm đúng cái quá trình mà chúng ta thực hiện là tương tác với cái website như thế nào. Đấy. Xong rồi bắt đầu là đến hết một cái lượt đấy thì là demo. Demo website. Xong người ta sẽ hỏi đáp. Thế thôi. Được chưa? Hả? Thường là câu hỏi thường gặp thì là hay kiểm tra về cái việc chúng ta validate dữ liệu mà cũng như là business của website. Business tức là cái nghiệp vụ các bạn làm với cái hệ thống nó có đúng hay sai. Đúng không? Ví dụ nhá, tự nhiên bây giờ tiến hành thêm làm giỏ hàng đúng không? Đúng không? Làm giỏ hàng xong nhưng cũng không in hóa đơn cho người ta thì thế là sai business rồi. Đúng không? Xong rồi ở trên giới thiệu là website của mình có thanh toán trực tuyến. Nhưng mà thực ra là thanh toán trực tuyến bằng cách là viết một cái thông tin tài khoản của mình ở đấy. Bắt đầu bảo người ta dùng cái tài khoản ngân hàng chuyển tiền vào cái tài khoản đấy thì đấy không gọi là thanh toán trực tuyến. Đấy gọi là sai. Đúng không? Thanh toán trực tuyến là phải nhúng một cái công cụ nào đấy để vào để giúp mình thanh toán trực tiếp trên web luôn. Bảo kim một ngân lượng gì đấy. Hoặc là PayPal. Được chưa? Thì đấy nó mới là cái thanh toán trực tuyến. Được chưa? Đấy là sai về business. Được chưa? Đấy là cái phần bảo vệ dự án. Chúng ta nên làm sớm đi, bảo vệ. Và cái đấy đem cái đấy đi làm cái project để thực tập luôn.
Thật đấy. Hết chưa? Hết rồi thì đi về. Có vậy rồi. Buổi sau thì chúng ta còn 2 buổi nữa. Còn tận 2 buổi nữa các bạn. Buổi cuối cùng thì liệu có nhậu không? Có. Thế vậy lại chính nhá. Chính lại tổ chức. Hả? Buổi ngày mai, buổi tới á hả?